Hello, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Này, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn ha. Rồi, hôm nay buổi sáng ngày đầu tuần, nắng đẹp. Và mang ba bé tuyệt phẩm ra công viên phơi nắng và ghi hình cập nhật cho quý anh em đam mê xe, quý khách hàng. Bạn bè có quan tâm hợp ý, có nhu cầu lựa chọn nha. Mấy hôm nay xe về trong nhà quá đông luôn, kẹt luôn ở trong đó luôn, ghi cái góc quay nó không hết nên mang ra đây ghi cho nó rộng rãi các anh xem thử ha. Cái clip ngày hôm nay 1 trong 3 và 3 trong 1 luôn, cặp xe Fastbob đời 2022 ha. Nói về Fastbob thì thời gian qua cũng có duyên bán được Fastbob, có những chiếc Fastbob 219, 220, cái tầm giá hôm nay nó cũng rất là tốt nên các anh lựa chọn. Đối với một cái tầm mà 1886 cc dòng xuất theo này mà thời gian qua giá nó cũng rất là tốt nên các anh lựa chọn 400 mấy 500, lú 500 lựa chọn cũng rất là nhanh. Đó là những chiếc 219, 2020. Và hôm nay đi vào chi tiết thì hai chiếc của 2022. Đúng chính xác ra thì chiếc này 2022 có làm clip rồi. Nhưng mà chiếc này thì mới vừa về, mới ken luôn thì làm luôn để cái so sánh và tình trạng xe về giá cả cho quý anh em lựa chọn nha. Moto Văn Nga là một kênh chuyên mua và bán xe phân khối lớn đã qua sử dụng. Các anh theo dõi biết ha, bổ sung. Rồi, làm qua một dòng đi ha. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết. Hôm nay ba chiếc xe. Những chiếc tuyệt phẩm luôn. Đời 2022. Hai chiếc Harley Davidson Fastbob và chiếc T120 của nhà Triumph. Siêu xè lướt, siêu len can luôn. Đẹp nha, chiếc Triumph này đời 2016, đăng ký lần đầu 2017 và lăn bánh có 2.000 km mà thôi. Còn đây là chiếc Fastbob 2022. Đây. Chiếc Fastbob này các anh muốn đi đập thùng một chiếc Fastbob mới trong thùng thì xem qua thử chiếc xe này có xứng đáng để các anh lựa chọn hay không nha. Xem qua cái clip này đi ha. Chiếc Fastbob này đúng một chủ đập thùng tháng mấy qua rồi mà cuối 2022 mới lăn bánh 329 km mà thôi. 329 km. Rồi các anh thấy hả? Rồi. Rồi thấy cũng tương đối, nó bị chói ánh nắng. Chiếc xe như đã nói tới cái đoạn nào rồi ta. Tới đập thùng 2022 lăn bánh 300 cây. Thì nói tiếng mới một như mới 100% thì không đúng, nhưng mà đâu đó 99%, bởi vì mới đổ xăng và mới lăn bánh có bao nhiêu thôi thì nó quá là mới rồi. Đây quý khách xem, mới coi cái odo rồi đúng không? Rồi hả, tất cả vỏ gai gió rồi còn nguyên nha, cực kỳ mới luôn. Rồi hai bên mình này ghi cho các anh xem, chứ còn nó chỉ có mấy trăm cây số thì các anh cũng cảm nhận được. Có 300 cây thì mới xài có một thùng xăng và hai thùng xăng thôi, chưa thay nhớt lần đầu, chưa bảo dưỡng nha. Xe nào còn bảo hành đến 2024, quý khách mua về thì bảo dưỡng định kỳ tại hãng nha, chưa bảo dưỡng định kỳ tại hãng lần nào luôn. Đây, xe này được sản xuất tháng 5 2022. Rồi, quá là mới, quá là len keng luôn.
Phát bóp thì động cơ Miwaki-A, một máy 114 cubic là 1868 cc. Đây, nó mới từng chi tiết các anh em. Đây. Xem chi tiết ha, các anh có dự định đi đập thùng xe mới thì xem chi tiết thử có hợp ý hay không nha. Tiết kiệm sẽ rất rất là nhiều so với đi đập thùng mới nha. Đây. Ở trên và xuống dưới mình ghi ngoài nắng nên thành ra có thể nó bị chiếu ánh nắng, các anh có thể xem được hoặc là không xem em được kỹ thì mình chưa biết hả. Nhưng mà đã nói như thế này các anh cũng cảm nhận nha, chiếc xe này nó mới như xe mua mới trong hoạn thôi nên chưa có lên bộ đồ chơi gì hết nè. Xe này không có lên một món đồ chơi luôn, kể cả cản chống đổ và mọi thứ không có, xe mới trong hãng sau nó y chang vậy. Đây. Rồi, rất rất là mới. Nè, nhìn cái vỏ, cái lốp, cái này nó chưa rụng gai gì hết nha. Còn y nguyên. Thậm chí để lâu quá không đi, mấy cái này nó cũng hơi bị xét xét ở trong tí xíu, ngay cái đuôi bồ nè. Ít nổ máy nè, ít đi nè, nó mới có cái dấu vậy thôi. Đây, không có vấn đề gì, mấy cái đó không vấn đề gì. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh ha quý khách, 59A3 38697. Rồi, số cũng bình thường, không đẹp, không xấu, cũng ok đó. Tình trạng thì quá xuất sắc luôn này. Tuyệt luôn rồi. Mang tính các anh nếu mà có giao dịch được mua chiếc này y chang đi mua chiếc xe mới mà thôi. Rồi nè, mấy cái này nó còn cái màu của cái nước mới, nước bóng nó còn nguyên hả. Rồi ha, quá đẹp. Cục máy dòng xuất theo cục máy này trang bị trên phố bóp chạy rất là ngon hả các anh. Rồi, đời 2022 thì cái thùng sân nó quả tiết hoa văn, cái quả tiết cái chữ HD. À, nó thùng xăng hai màu nha, hai màu nó mắc tiền hơn so với thùng xăng một màu thì khi mua xe mới thì 10 triệu mà thôi ha. Rất là mới. Những chiếc xe mới mới kiểu này thường thì Motovanga quán rất là nhanh, thì nó rất là có lợi cho các anh quan tâm đi mua chiếc xe mới, tại vì nó đã cắt lỗ cho được khá là nhiều tiền á. Rồi, khá là đẹp ha. Rồi, phát bóp thì cái ghi đông tay lái nó ngang, nó trẻ trung hơn và nó rất là ngầu. Cái đèn nè, cái đèn trong phát bôi, trong Harley thì dòng này cái đèn vuông và đèn LED. Ban ngày thì mở chắc cũng chả thấy gì đâu ha. À, vậy thôi chứ không thấy gì. Bộ đèn LED zin xịn rất là đẹp. Harley phát bóp thì phuộc nó lớn hơn, nó rộng hơn và đồng thời là phuộc upside down ha. Một số ít được trang bị phuộc upside down mà thôi, còn phần lớn thì không có trang bị phuộc này. Dòng này thì thắng đĩa đôi luôn. Chiếc xe này bánh nó bánh nhỏ nè, dùng nó cơ động lắm. Nó cơ động, nó lăn xe, nó thiên về thể thao hơn. Nên xin lỗi các anh nha. Cái ánh nắng ngay chỗ này nó hơi chiếu xuống mình nè. Đeo mắt kính một tí ha. Đeo mắt kính nói chuyện thì hơi mất lịch sự ha. Nhưng mà để cho nó thêm cái ngầu hơn một tí xíu và đỡ chiếu ánh nắng thì xin phép các anh mình đeo vào ha. Đây. Nó rất là lanh xe. Ngồi cái tay lái nó gần thế này rất là khỏe so với rách ao thì hơi chồm tới một tí. Đường bánh 21 thì nó hơi chồm và hơi lớn hơn trước. Rất đau 19 hay 21 gì quên rồi, sorry, lớn hơn cái bánh này nha. Rất đau 21 thì phải. Còn bánh này thì bánh 17, bánh này thì bánh 10 17, nó bánh 16 thôi, không phải bánh 17, nhỏ hơn. Và nó cơ động hơn, lanh hơn nha. Đây, quá là ngon lành luôn. Mặc dù chiếc xe này nó cũng không phải nhẹ đâu, nó 296 kg chứ không có nhẹ đâu nha. Nhưng mà trọng tâm của nó thấp 710
Và như đã nói lúc nãy thì nó lanh xe nên mình chạy có cảm giác mà nó nặng xe là gần như là không có. Đối với những anh mà trải nghiệm nhiều dòng xe lâu năm thì chạy chiếc Fastbob thì vừa mạnh mẽ vừa lanh xe thì cảm giác rất là sướng. Fastbob thì nếu mà đi đường xa thì nó không sướng bằng chiếc, nói thì để nói phân tích cho rõ luôn. Những chiếc như này mà đi đường xa rồi thì nó không có sướng bằng chiếc Touring hay Adventure. Nhưng mà đi 100-200 cây số, 300 cây số, 200 cây số là hoặc đi phố là những chiếc như này đi cực kỳ sướng, cực kỳ lanh xe ha. Rồi nổ máy các anh nghe. Bosin với một động cơ 1868cc mà cái Bosin thì đúng là nó cũng hơi chán, nhưng mà cái này thì quý khách về tùy ha, tùy mình lên bô hay là móc bô gì tùy. Tại vì cái động cơ lớn cỡ này thì móc bô cũng được thôi, ra âm thanh rất là hay. Mấy anh em ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn này các anh thợ móc bô cũng khá là xịn á. Còn lên đồ chơi thì cũng có nhiều bô khác nhau và giá tiền nó cũng khác nhau, tùy các anh thích. Xe này zin hết, không có món đồ chơi gì hết. Trọng tâm của cái chiều cao yên này 710, nặng 296 như đã nói thì các anh biết rồi ha. Rồi khá là vừa ý, độ sáng gầm thấy vậy chứ mà độ sáng gầm chiếc này cũng khá là ổn. Độ sáng gầm tới 120 thì cũng không có thấp nha. Đối với Harley thì chiếc này độ sáng gầm cũng cao đó, 120 là. Đây, hết rồi, giờ nó mới quá, xe còn bảo hành tại hãng luôn. Chưa bảo dưỡng lần đầu, mua chiếc xe qua sử dụng mà chưa bảo dưỡng lần đầu, còn bảo hành hãng, mới 99%. Quá là ngon luôn, giờ chỉ là cái giá mà thôi ha. Rồi, để lát sẽ nói sẽ thêm cái giá luôn. Để mình nói hai cái giá nó một lần luôn nha. Chiếc này là một, là chiếc thứ nhất. Chiếc thứ hai cũng y chang mà thôi. Chiếc này cũng đập thùng 2022, nhưng chiếc này odo cao hơn chiếc đó. Chiếc này lăn bánh 2.500. Chiếc này có làm clip rồi nhưng hôm nay mang ra để so sánh cho các anh, các bạn đam mê xe có so sánh và lựa chọn nha. Chiếc này lăn bánh 2.500 cây. Thì thật ra thì đối với một chiếc Harley 2.500 cây nó cũng không có bao nhiêu hết. Cũng đang trong tình trạng còn bảo hành đến 2024, mới bảo dưỡng lần đầu lần hai mà thôi, chưa có gì hết ha. Nhưng chiếc này nó thua về cái Odo đi cao hơn tí xíu. Nhưng chiếc này có lợi thế hơn là chiếc này có lên chống đổ rồi nè, Lambo S&S nè. Rồi S&S nha. Rồi lên cái ba ga tựa lưng ha. Cái này thì các anh có thể rằng là tháo rồi và gắn vô dễ dàng ha. Rồi chiếc này Odo thì có cao hơn tí xíu. Rồi để vậy đi lát nữa. Thì cái này bô này cũng hết đứt hết tầm 30. Cái này chắc cũng cả hơn 10 triệu rồi. Cái này cũng hết mười mấy triệu. Cái gói đồ chơi cho chiếc xe này mình tạm tính nó cũng tầm 50 triệu ha. Nó thua về, nó cao hơn Odo tí xíu, nhưng mà nó lợi hơn thì nó có thêm được cái gói đồ chơi đã trang bị sẵn. Các anh về chắc không cần phải trang bị gì thêm đâu. Tình trạng xe 2.500 cây này cũng mới cực kỳ xuất sắc. Mà chút xíu thì nói mới hơn chiếc kia rồi. Nói có khi nói lóng ngóng như vậy đó. Mới thì không thể hơn chiếc kia được, nhưng nó trong cái những chiếc xe qua sử dụng mà để so với chiếc này thì chắc cũng là nó là đối thủ khó có. Lắm lúc ông chủ bán xe nói nó hơi lóng ngóng, mong các anh thông cảm cho nha. Nói nhiều nó phải dướng à. Nhưng mà cũng như chung quy là nói thật hết. Đây nổ máy cái này các anh nghe thêm lại ha. Này bô kia là bô zin, bô này thì bô đồ chơi.
Rồi cũng mới y chang chiếc xe mới, cực kỳ mới nha. Nó lại là tính nói y chang xe mới nữa, không thể là như vậy, nhưng mà nó mới xài lướt qua mà thôi. Chiếc này mới giống y chang chiếc xe mới nè. Còn chiếc này 2.500 cây. Cả hai xe đời 2022, năm nay 2023 thì mới có mấy tháng, chưa đến một năm đối với những chiếc xe này. Cái quan tâm quý khách quan tâm nhất thì mình sẽ nghĩ rằng các anh quan tâm về cái giá mà thôi. Mình sẽ công khai cái giá các anh để biết chừng lựa chọn. Những chiếc như thế này mua đập thùng mới ra tên xong là 780 triệu ha. 780 triệu cho chiếc này nha. Ra tên ngay thời điểm đập thùng xe này nha. Còn vừa rồi có giảm, có khuyến mãi tầm 30 triệu, 40 triệu thì mình không tính ha. Nhưng mà bữa nay nghe trong hoảng là Fastbob cũng hết luôn rồi. Fastbob 2022 mà bữa nay không còn giảm giá nữa. Nếu có không còn giảm giá nữa mà nghe đâu là hết rồi. Các anh có thể tham khảo thêm trên, nếu mà có quan tâm thì tham khảo thêm ở trên hãng Harley là sẽ biết. Chiếc này lăn bánh 300 cây. Chiếc này hôm nay có giá bán 630 triệu nha. 630 triệu cho chiếc Fastbob đời 2022 lăn bánh 329 cây mà thôi. Quý khách mua những chiếc xe như thế này về còn phải chạy roda dài dài nữa, dưỡng xe nha. Tại vì nó mới có 300 cây thôi thì nó còn quá mới, còn bảo hành, chưa bảo dưỡng lần đầu luôn. Về 500 cây thì mang vào trong hãng bảo dưỡng lần thứ nhất. Và chiếc này chưa bảo dưỡng lần nào. Nếu các anh ở tỉnh xa thì mình sẽ mang vào bảo dưỡng tại hãng Thành phố Hồ Chí Minh trước khi mình sẽ giao đi các anh ở tỉnh xa. Còn các anh Thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ giao hẳn các anh về các anh bảo dưỡng. Tại vì xe mới bảo dưỡng miễn phí ha. Thì các anh ở đây thì mình sẽ giao như vậy. Ở tỉnh xa thì mình sẽ bảo dưỡng trước khi mình giao. Giao bán 630 triệu. Tính ra thì tiết kiệm tầm 100, nếu so ra 700 tiết kiệm tầm 150 triệu mà xe mới lăn bánh có 300 cây mà thôi. Đây, xong một chiếc nha. 630 triệu có thể bớt lọc một tí xíu cho quý khách. Rồi, chiếc này thì trang bị cái gói đồ chơi cũng nhiều y như vậy luôn. Và chiếc này thì có giá bán 620 triệu cũng bớt lọc một tí xíu. Quý khách quan tâm chiếc nào thì lựa chọn chiếc đó hả? Cả hai xe thì mua mới tại hãng, nhập khẩu hải quan kín ngạch nên việc công chứng sang tên rút gốc gì đi đâu cũng ok hết nha. Đây, rất là chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng, anh em bạn bè đã quan tâm ủng hộ. Và xem thêm một tí xíu thì chiếc Triumph đời 20 chiếc Triumph đời 2016 đăng ký lần đầu 2017, xe này là xe nhập Mỹ. Mới lăn bánh 200 cây, quá là 2000 cây, quá là xuất sắc, xe lớn luôn. Rồi, quý khách có quan tâm thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, một trong hai, hai trong một, quý khách lựa chọn chiếc nào lựa chọn nha. Rồi, xin kết clip tại đây. Rồi, xin chào tất cả.